Tăng trưởng xanh, phát triển xanh, kinh tế tuần hoàn đang trở thành xu hướng trên toàn cầu như một giải pháp tích cực nhằm giảm phát thải nhà kính, nâng cao năng lực chống chịu và tính sáng tạo của nền kinh tế, hướng tới mục tiêu trung hòa carbon và phát triển bền vững. Xu hướng phát triển này đã và đang hình thành nên luật chơi mới về thương mại và đầu tư. Để hướng tới việc xanh hóa chiến lược xuất khẩu, mới đây, Diễn đàn Xúc tiến Xuất khẩu Việt Nam năm 2022 được Bộ Công Thương phối hợp cùng Eurocharm tổ chức trong khuôn khổ sự kiện Diễn đàn Kinh tế Xanh GEFE 2022. Diễn đàn nhằm tạo ra kênh trao đổi, thảo luận trực tiếp giữa cơ quan quản lý nhà nước với các chủ thể tham gia xúc tiến xuất khẩu, đại diện hiệp hội, cộng đồng doanh nghiệp và các chuyên gia trong nước, quốc tế về các vấn đề liên quan đến sản xuất, thương mại và xuất khẩu xanh nhằm đáp ứng các tiêu chí xanh cũng như xu hướng tiêu dùng xanh của các thị trường nhập khẩu. Đồng thời, chia sẻ về những ý tưởng, kinh nghiệm hay, cách làm hiệu quả trong hoạt động xuất nhập khẩu, nhận diện các cơ hội phát triển thị trường xuất khẩu xanh và từ đó đề xuất kiến nghị với cấp có thẩm quyền về các nhiệm vụ, giải pháp và cơ chế chính sách thúc đẩy xuất khẩu xanh bền vững trong bối cảnh mới của thương mại toàn cầu. Bộ Công Thương thì chúng tôi cũng sẽ phải là tham mưu cho lãnh đạo các cấp để mà ban hành, xây dựng và ban hành những cái cơ chế chính sách về tiêu chuẩn xanh đối với lại nền kinh tế, đối với sự phát triển của nền kinh tế, đối với mọi lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực sản xuất và thương mại, logistics và chuỗi cung ứng, để hình thành nên những cái chuỗi cung ứng xanh và đặc biệt quan tâm tới là khía cạnh là kinh tế tuần hoàn. Và đồng thời thì là những cái chính sách, cơ chế chính sách nhằm là hỗ trợ các doanh nghiệp có thể là chuyển đổi xanh và đáp ứng được những cái tiêu chuẩn xanh của các nước nhập khẩu. Tại diễn đàn, nhiều doanh nghiệp đã chia sẻ những bước chuyển mình của mình trong hoạt động sản xuất xanh để đáp ứng nhu cầu ngày càng khắt khe của các nước nhập khẩu. Cùng với đó, các tổ chức quốc tế, trong đó chương trình xúc tiến xuất nhập khẩu Thụy Sĩ SIPO đã và đang hỗ trợ Bộ Công Thương cùng các hiệp hội ngành hàng trong các hoạt động hướng đến phát triển xanh. Điểm đáng lưu ý là nói về kinh tế xanh nghe rất đơn giản nhưng thực ra là rất phức tạp vì nó có rất nhiều quy trình chứng nhận, nhiều loại chứng chỉ. Mỗi công ty nếu phải tự tìm hiểu, tự làm thì rất khó. SIPO có thể phối hợp với các cơ quan hỗ trợ kinh doanh BSOS, hiệp hội ngành hàng giúp các công ty hiểu được yêu cầu thực sự của thị trường về từng loại chứng chỉ trong những lĩnh vực SIPO đang hoạt động. Từ đó, các hiệp hội BSO có thể nâng cao năng lực, giúp các doanh nghiệp, hội viên của mình hiểu rõ về quy trình, áp dụng các chứng chỉ cần thiết để tiếp cận, xuất khẩu thành công sang châu Âu. Đây là cách làm nhanh và hiệu quả hơn so với việc hỗ trợ một số doanh nghiệp xuất khẩu đơn lẻ. Xu hướng hiện nay, người tiêu dùng người ta hướng tới cái sản phẩm xanh. Và vì cái nhu cầu của người tiêu dùng dẫn đến là các nhà sản xuất như là doanh nghiệp BBJ Group chúng tôi cũng phải nhanh chóng chuyển mình để thích ứng. Và nếu mà mình không nhanh chóng thì mình sẽ bị đào thải thôi. Do đó là khi bắt đầu chuyển đổi sang cái sản phẩm xanh thì chúng tôi phải đáp ứng được các tiêu chuẩn yêu cầu của các nhà mua hàng nổi tiếng trên thế giới. Hội Tiêu Việt là một công ty làm chuyên làm về hữu cơ, tức là làm các cái sản phẩm mà liên quan tới thực phẩm mà thân thiện với môi trường. Và đây là một cái hội chợ xanh nó phù hợp với tiêu chí của Hội Tiêu Việt, cho nên Hội Tiêu Việt tham gia. Để tiếp tục thúc đẩy ngành ngoại thương phát triển nhanh và bền vững theo hướng xanh hóa, bắt kịp với xu thế của quốc tế, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết, Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các bộ ngành liên quan tiếp tục tổng hợp đầy đủ các kiến nghị, đề xuất của các địa phương, hiệp hội doanh nghiệp và khuyến nghị của các tổ chức xúc tiến thương mại quốc tế để tập trung giải quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo giải quyết đối với những vấn đề vượt thẩm quyền của Bộ, nhất là trong công tác xây dựng hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách về xúc tiến thương mại xuất nhập khẩu, đáp ứng tiêu chuẩn xanh, tạo điều kiện thúc đẩy chuyển đổi xuất khẩu xanh, đồng thời tiếp tục chỉ đạo các cơ quan thương vụ Việt Nam ở nước ngoài bám sát, theo dõi các quy định, chính sách mới ban hành của các nước sở tại, nhất là các quy định mới về tiêu chuẩn xanh đối với hàng hóa nhập khẩu, cũng như cập nhật thông tin thị trường, kịp thời tham mưu chính sách và khuyến nghị, hướng dẫn giúp các địa phương, hiệp hội doanh nghiệp, ngành hàng xây dựng, điều chỉnh các chiến lược, kế hoạch, phương thức sản xuất, kinh doanh, thích ứng với điều kiện phát triển mới, đáp ứng nhu cầu, tiêu chuẩn ngày càng cao của khách hàng để phát triển thị trường và đẩy mạnh xuất khẩu.